chăng và của thơ của Ngài Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con xin kệ. Nahi pa pang ca tăng cam mang sa chiu khi răng wa mu cha ti da han tăng ba la mang quê ti phat ma chan no wa pa wa ko. Nahi pa pang ca tăng cam mang sa chiu khi răng wa mu cha ti da han tăng ba la mang quê ti phat ma chan no wa pa wa ko. Nahi pa pang ka tang kamang sa chu khi rang wa mu cha ti dahan tang ba la man we ti phat mak cha no wa pa wa ko. Dạ con xin hết, con xin xuống mic. Xin mời người tiếp theo, à xin mời cô Rạng Đông ạ. Sa thú sư tuệ tinh, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tuệ Đức, cô tu nữ Tuệ Duyên, cô tu nữ Thammacchari. Con kính chào đạo tràng. Cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 71. Nahi pa pang ca tăng cam măng say chú khi răng quá múc chá tí đa hành tăng mà la man quê tí phát mắt cha no quá pa quá cô. Nahi pa pang ca tăng cam măng say chú khi răng quá múc chá tí đa hành tăng mà la man quê tí phát mắt cha no quá bà quá cô. Nahi bà bằng cá tăng cầm măng xây chú khi rằng quá mút cha tí đa hành tăng bà la mành quỳ tí phát mắt cha no quá bà quá cô. Nghiệp ác đã được làm như sữa không đông ngay, cháy ngầm theo kẻ ngu như lửa tro che đậy. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nahi pa pang ca tăng cam măng say chú khi răng quá mút cha tí ta hành tăng bà la mạnh quê tí phát mắt cha no quá bà quá cô. Ác hạnh không tạo quả ngay, tựa như sữa nọ sớm ngày chưa đông, nghiệp kia theo kẻ cuồng nông dưới tro ầm ĩ than hồng biết chăng. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời cô Cẩm Vân. Dạ sa thú kính cảm ơn Sip Rạng Đông. Nam mô Bụt Tha, dạ nam mô Tam Ma, dạ nam mô Sang Kha, dạ con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 71. Ná hí pa băng cá tăng cầm măng sát chú khi răng quá mút chá tí đá hăng đá hằng tăng bà lá măng quê tí bát mát chan nô quá bà quá cô. Ná hí ba băng cá tăng cầm măng sát chú khi răng quá mút chá tí đá hằng tăng bà lá măng quê tí bát mát chan nô quá bà quá cô. Nahi pa pang ca tăng cam măng sát chú khi răng quá mút chá tí đá hằng tăng bà lá măng quê tí bát mát chan nô quá bà quá cô. Nghiệp ác đã được làm như sữa không đông ngay, trái ngầm theo kẻ ngu như lửa tro che đậy. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu.
ác hạnh không tạo quả ngay, tựa như sữa nọ sớm ngày chưa đông, nghiệp kia theo kẻ cuồng ngông, dưới tro âm ỉ than hồng biết chăng. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Và cấm dân đã ôn bài xong, mến mời bàn tay của Sistina. Con kính lãnh lễ Tăng Ngư Tam Bảo, con kính lãnh lễ quý sư, quý đại, quý cô tu nữ, con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc câu pháp cú số 71. Na hi ta tần tát tần cầm mần sát chú kỳ rằng vô mức cho tiết ta hành tần và lắp mình về tiết hát mát chá gần mù quá tà quá cù. Na hi ta tần tát tần cầm mần sát chú kỳ rằng vô mức cho tiết đã hành tần và lắp mình về tiết hát mát chầm nù quá và quá cù. Nghiệp ác đã được làm như sữa không đông ngay, chảy ngành theo kẻ ngu như lửa tro che đậy của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Na hi ta tăng ca tăng cầm mần sàm trừ khi rắn và muốn tra tìm ta hành tăng tha là mạnh về tì tha mặt chân núa và tha quá cù. Na hi pa tăng ca tăng cam mắng sẵn chư khi răng và muốn cha tì ta hành tăng tha là mạnh về tì tha mặt chân núa và tha quá cù. Ác hạnh không tạo quả ngay, tựa như sữa nọ sớm ngày chưa đông, nghiệp kia theo kẻ cuồng ngông, dưới cho âm ỉ than hồng biết chăng của Hòa Thượng Giới Đức. Và con kính tri ân quý sư, quý đại, quý cô tu nữ và đạo tràng, con kính mời được kế tiếp. Nam mô Bụtthaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính lễ chư tôn đức, kính lễ thần tọa Minh Hạnh, đại đức Tuệ Đức, kính lễ quý tu nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ. Và tự nhiên xin kệ kinh pháp cú số 71. Và cảm ơn huynh. Na hi ba bằng cách tăng cầm mần sát chú khi rằng quá mút chất tí đa hàn tăng bà la màn quê tí phong mắt chân nô quá bà quá cô quá bà quá cô. Na hi ba băng ca tăng cam măng sa chu khi răng quá mắt cha tí đa hành tăng ba là mạnh quê đi và mắt chăn nô quả ba quả cô. Na hi ba băng ca tăng cam măng sa chu khi răng quả mút cha ti đà hành tăng ba la mạnh quê ti và mặt chăn nô quả ba quá cô. Na hi ba bằng các tăng cầm mong sát trước khi rằng quá mắt quá mút chất tí đà hành tăng ba la mạnh quê ti và mắt chăn nô quả ba quá cô. Nghiệp ác đã được làm như sữa đông ngày, cháy ngầm theo kẻ ngu như lửa tro che đậy. Phổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ác hạnh không tạo quả ngay, tựa như sữa nọ sớm ngày chưa đông, nghiệp kia theo kẻ cuồng ngông
dưới tro âm ỉ than hồng biết chăng. Phổ thơ này của Hòa Thượng Giới Đức. À dạ, tự nhiên đã kể kinh Pháp Cú xong. Và bây giờ đã thấy tín hiệu của Quang Thanh. Dạ, kính mời Quang Thanh. Alo, alo ạ. À. Con kính lạy lễ Ba Ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Thánh Pháp, Thánh Đức Tăng. Con kính lạy Thượng Tọa Minh Hạnh, Cợ Đức và Chư Tôn Đức Tăng hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Con chỉ kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên, cô tu nữ Thăm Má Xá Rí, và con kính chào đạo tràng. Con xin đọc câu Pháp Cú 71. Cảm ơn chú Khoan, chú Vát Thà Na đã bót bài. Na hi ba bằng cát tăng cầm măng sách chú khí răng hoa múc cha ti đàn đa hà đa hàn tăng bà la màn quê ti phát mạch chao nô hoa bà hoa cổ. Na hi ba bằng cát tăng cầm măng sách chu khi rằng hoa mục cha ti đa ha hành tăng bà la màn quê ti phát mạch chan nô hoa bà vô hoa cổ. Nghiệp ác đã được làm như sữa không đông ngay, chảy gầm theo kẻ ngu như lửa cho che đậy của Hòa Thượng Thích Minh Châu. À, con xin kệ. Na hi ba băng cạt tăng cấm măng sạch chú khi sang quả mông cha ti đà hắn đăng ba là măn quê ti phát mạch cha nô quả ba quá cô. Na hi ba băng cà tăng cam măng sách chu khi răng quả mục cha ti đà hắn tăng ba là măn quê ti phát mạch cha nô quả ba quá cô. Ác hạnh không tạo quả ngay, tựa như sữa nọ sớm ngày chưa đông. Nghiệp kia theo kẻ cuồng ngông, dưới cho ỉ than hồng chết chăng của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã đọc và kệ xong ạ. Con có sai. Nam mô Bích Thầy Giá, Nam mô Thầy Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tự Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính lễ cô tu nữ Thăm Ma Cha Đế, cô tu nữ Tự Duyên. Kính chào với anh chị trong đạo tràng. Cảm ơn chị Ngọc Thịnh, chị Đăng Long, chị Đức Tính, chị Nghe Rõ. Con xin kể câu kinh Pháp Cú số 71 ạ. Na hi ba băng cà tăng không mang sa chư khi răng hòa mục khi cha ti đà hạng tăng ba là mang về ti pa sa ma cha và pa pa cô. Na hi ba băng cà tăng không mang sa chư khi răng hòa mục khi cha ti đà hạng tăng ba là mang về ti pa sa ma cha nu và pa pa. Nghiệp ác được làm như sữa không đông ngay, trái ngầm theo kẻ ngu như lửa to che đậy. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nghĩ ba băng cà tăng cầm mắng xa chú kia và một cha đi đạo tâm ba là mắng ghế tí ta sanh cha mơ và ác hạnh không tạo quả ngay,
Nhiệt kia thơ kẻ về ngôi dưới to âm ỉ thăng lầm biết chăng. Đó là khổ thơ của Hòa Thượng Đức Đức. Và cảm ơn Vinh Quát Thân A đã bắt lại. Và con xin cũng bắt lại cho cô tu nữ thăm mát cha lý ạ. Nam mô Bố Tha, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Kha. Dạ xin cảm ơn cô Nhật Quỳnh, cảm ơn cô Đặng Đông, cảm ơn cô Tuệ Duyên, chú Phát Thành Á, cô Quang Thanh. Dạ cảm ơn cô Tina đã cho biết lời nghe đó. Dạ con Tham Ma Chà Rí kính tấn lễ thượng hạnh kính tấn lễ đại đức tuệ nhất cùng chư tôn đức tăng là những chức nên mà con không được biết. Dạ kính lễ cô Tuệ Duyên, xin kính chào toàn thể quý vị. Dạ, sau đây con xin phép được trả bài pháp cú kinh 71 ạ. Cảm ơn chú Phát Thanh Á đã bút bài. Dạ, sau đây con xin phép được trả bài pháp cú kinh 71 ạ. Na hi ba băng ca tăng cam măng san chú khi răng qua mũn cha tình đa hàn tam ba đà man quê ti phan ma cha nô qua ba qua cô na hi ba bang ca tang cam mang sa chu khi đang qua cha ti đa hàn tam ba đà man quê ti pha 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 ma cha no qua ba qua cô na hi ba bang ca tang cam ma sa chu khi đang qua bốn cha ti đa han tang ba đa man quê ti pha ma cha no qua ba qua cô nghiệp ác đã được làm như sữa không đông ngay, cháy ngầm theo kẻ ngu, như lửa cho che đậy. Đó là tụ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ác hạt không tạo quả ngay, tưởng như sữa nọ sữa ngày chưa đông. Nghiệp kia theo kẻ ngông cuồng dưới cho âm ỉ than hồng biết chăng. Đó là tụ thơ của Hòa Thượng Đức Đức. Dạ con đã trả bài xong rồi. Dạ xin na gửi bất lại cho cô Nhật Quỳnh nha, chắc còn cô mình à. Dạ mời chú Phát Thành Á. Sa thu lành thay cô tu nữ Tham Ma Chà Rí. Nam mô Phật Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá, kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo Đức Phật Lão Pháp và Chư Tăng, kính đảnh lễ cho Đại Đức Tăng trong đạo tràng, kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Là con xin được kể kinh pháp cú số 71 dạ. À, kính cảm ơn cô Tề Duyên cùng đạo tràng cho biết nghe rõ. Na hi pa pang ka tang ka mang sa chu khi rang va mok cha ti da han tang ba la man ve ti pa smak chan lo va pa va ko. Na hi pa pang ka tang ka mang sa chu khi nang va mục cha ti đa hành tăng ba la man ve ti pa smak chan lo va pa va ko na hi pa pang ka tang ka mang sa chu khi rang va mục cha ti đa hành tăng ba la man ve ti pa smak chan lo va pa va ko. Nghiệp ác đã được làm như sữa không đông ngay, cháy ngầm theo kẻ ngu như lửa cho che đậy. Bản dịch của Ngài Minh Châu. Ác hạnh không tạo quả ngay, tựa như sữa nọ sớm ngày chưa đông. Nghiệp kia theo kẻ cuồng ngông, dưới cho ẩm ý than hồng biết chăng. Cái bản phổ thơ của Ngài Giới Đức. Nhà mô Phúc Thà Gia còn xin được su mích. Dạ bây giờ chỉ có Xích Nhật Huỳnh thôi. Phát Thanh An xin được nhường cho Xích Nhật Huỳnh. Kính mời Xích. Dạ
sa thú kính cảm ơn huynh Quốc Thành ạ. Dạ, kính chào Trí Đăng và Giao Đạo Tràng. Nam mô Bụt Tha. Dạ, một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư tôn đức Nhật Quỳnh, kính lễ quý bà quý cô tu nữ Nhật Quỳnh, kính chào quý anh chị em đạo hữu. Dạ, cảm ơn Trần Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, cảm ơn huynh cho bài học. Dạ, con xin được là người cuối cùng ôn bài, tại vì thường ngày đến ngày của Thượng Tọa Thầy Quyền thì sư vào hơi trễ một chút, lý do sư phải tụng kinh do tháng 6. Dạ, cảm ơn Quang Thanh cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, kính chào tôi là Vị Nhé và Giàu Đạo Tràng. Dạ, con được xin ông bài ạ. Na hi ba bằng các tăng cầm mang sát trước khi rằng qua muốt chất tị đã hành tăng bà đã mạnh về tí phát mát dành nơ quá bà quá cô. Na hi ba bằng các tăng cầm mang sát trước khi rằng qua muốt chất tị đã hành tăng bà đã mạnh về tí phát mát dành nơ quá bà quá cô. Na hi ba bằng các tăng cầm mang sát chú khi rằng qua muốt chất tị đã hành tăng bà la mạnh về tí pháp mát chân chân nợ quá bà quá cô. Nghiệp ác đã được làm như sữa không đông ngay, cháy ngành theo kẻ ngu như lửa tro che đậy. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài Hòa Thượng Minh Châu. Và con xin được cài. Na hi ba băng ca tăng cam măng sa chu khi răng và mùa cha ti ta hạnh tăng ba là mạnh quê ti phật ma chân nô và ba qua cô. Na hi ba băng ca tăng cam măng sa chu khi răng và mùa cha ti đà hạnh tăng ba là mạnh quê tí phật ma chân nô và bà qua cô. Na hi ba băng ca tăng cam măng sa chu khi răng và mùa cha ti đà hạnh tăng ba đà hạnh tăng ba là mạnh quê tí phật ma chân nô và bà qua cô. Ác hạnh không tạo quả ngay, tựa như sữa nọ sông ngày chưa đông. Nghiệp kia theo kẻ cuồng ngông, như cho âm ỉ thăng thầm nguyệt trăng. Và đây là bản phục thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính lãnh lễ tri ân chư tôn đức Nhật Quỳnh, kính cảm ơn đạo tràng. Và đồng hồ Nhật Quỳnh đã qua 3 phút rồi. Bây giờ làm sao đây quý vị? Và con cung thỉnh quý ngài và đạo tràng cho con một tín hiệu, con phải làm sao? Tại con cứ y là sư sẽ vào trễ nên nãy giờ con cũng không có điện thoại nhắc sư. Và mến chào Xích Hoa Nguyệt. Vừa vào đạo tràng. À, Nam Mô Bụt Tha. Dạ, dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức tệ đức đã tiên phong ôn bài pháp cú kinh số 71. Nhật Quỳnh chính cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên, cô tu nữ Thâm Má Chá Rí, Xích Rạng Đông, Quang Thanh, Xích Ti Na, Xích Trần Đạo, Quỳnh Quách Thanh Á đã hoan hỷ ôn bài. Dạ, bây giờ làm sao? Dạ, theo ý kiến Quỳnh Quách Thanh Á, Xích Rạng Đông, Nhật Quỳnh có nên thỉnh pháp sư không? Thỉnh đi ha. Dạ, tại vì sư còn vào trễ thì đạo tràng chúng ta sẽ được... sư giảng dạy. Nhật Quỳnh mến chào ba ông thần. Nhật Quỳnh thấy ba ông thần vào nhưng mà Nhật Quỳnh không dám mời lên, lý do Nhật Quỳnh sợ vừa mời ba ông thần lên thì sư vào thì lại phải bỏ mít xuống nên là Nhật Quỳnh không dám mời. Kính mong ba ông thần quan hỷ nha. Dạ, thần tha cho Nhật Quỳnh nha thần. Nam mô Bích Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Nam mô ta sa pha ga va tô a ra ha tô sam ma sam bu a t
ta ha sa nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddha ha sa nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddha ha sa ramma cha lo ca thi ba ti sa ham ba ti ca tan cha li an thi qua răng a ya cha tha san ti tha sát tập ba ra chấp kha cha ti ca đề xê tụ tham măng a nu căm bi măng ba chăng sa tham ma phê rìm vi na yán cha ca yán su tan cha văn thăng a phi tham ma chăm măng a cô ta yán tơ ta tu sắp cha đăng đăng ba bơ tha ni dê và đi xa đã mắt chê chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng trổ hoa lành rải tạng mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi viết lòng mở đạo dạy đời nhắm vương lộc gia ngày dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thính dự pháp từ đó là nhóm kiều chẳng như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp ma 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập ma đam mưa lành rưỡi khắp thế gian bởi nhân cơ tính so ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được tri tri vẹn toàn năm một bích hai giá dạ. Nhật Quỳnh thỉnh pháp sư không rồi trong rồi mà đồng hồ cũng là 7:08 rồi cũng chưa thấy thượng tọa Tuệ Quyền vào. Dạ con thành kính đảnh lễ thượng tọa Tuệ Quyền vừa Quang Lâm vào đạo tràng. Dạ con cố gắng kéo dài thời gian để sư vào thì chúng con đã thỉnh pháp sư xong. Sư có nghe được âm thanh con không bạch sư? Dạ nếu sư nghe được âm thanh của con sư cho con một tín hiệu. Rồi quý vị quan hỷ nha, sư vào sư lại rớt nét rồi. Chào chúc quý vị ơi. Dạ cảm ơn Minh Bách Thanh Á cho bài học. Dạ bây giờ dạ con sư trở lại đạo tràng rồi. Bây giờ sư có nghe được âm thanh con không bạch sư? Dạ sư nghe được âm thanh con, sư cho con một tín hiệu để con kính nhân bích đến sư. Dạ sa thú lành thai. Nhật Quỳnh, con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ cung thỉnh thường tọa Tuệ Quyền từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng nguyên sự và ý nghĩa câu pháp cú kinh số 72. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính nhân bích đến sư ạ. À. Nam mô Bụt Đà, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai, để chúng được nghe rõ. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh, cảm ơn cô Đức Năm. Kính lễ Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng, kính lễ Đức Thừa Tổ Minh Hạnh, đến tuệ Đức cũng chưa tăng đang hiện diện. Kính chào đến với cô tu nữ cũng chưa Phật tử, giờ xin bắt đầu qua thời gian. Arahang Samma Sambuddho Phakkhava Buddhang Phakkhavantang Apiwa Demi Soakato Phakkhavata Thammo Thammang Namasami Supatipanno Phakkhavato Sāvaka Saṅkho Saṅkhaṃ Namāmi
chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức tam bảo là Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo, nguyện nhờ quy lực tam bảo hành giáo hộ đến chư tôn đức tăng, quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bổn Thầy. Và kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta có câu pháp cú số 72. Câu pháp cú về rằng gia quá đê quá anh tha giá anh giá nhất rằng ba lá sa cha giá tiếp hành tiếp ba lá sa sục khả sắc căn sanh mút tham sa với ba tỳ văn. Giờ chúng ta đi vào cái phần tích nghĩa đầu tiên. Ở đây câu này có nghĩa là nói về cái kiến thức hay là cái vũ lý của mình nó sinh lên cho kẻ ngu á, chỉ làm cái điều bất lợi. Và trong cái trong khi chẻ hai cái đầu của anh ta ra thì nó giết cái phần tức là có cái đầu, trong cái đầu nó có hai cái phần thánh thiện mà nó mất đi cái phần thánh thiện rồi, đó là kẻ ngu. Ở trong cái câu nói nó như là ở trong đầu chúng ta nó có hai, cũng như cái tâm chúng ta nó có cái hai cái tâm gọi là bất thiện và cái thiện. Thì đối với kẻ ngu thì cái thiện tâm nó yếu yếu, nó mất. Thì bây giờ ở đây chúng ta trước nhất chúng ta được một cái câu đầu tiên là gia quá đề quá anatha gia. Cái chữ gia quá đây là một trạng từ, tức là nói đến cho đến bao giờ, hay hoặc là thật vậy, hay là cái chữ tóm lại, đó là cái chữ quà nhé. Và nó cộng thêm với chữ anatha nhé, anatha nhé, từ cái chữ từ cái tiếp đầu ngữ, tức là từ cái chữ anh cộng với attha. Đây là nó trở thành danh từ, tức là anh thác, anattha, anattha, chúng ta đọc anattha nhé. Dạ. Mà cái chữ an ở đây có nghĩa là không, mà chữ ná cũng là không, chữ ách, còn chữ attha cũng nghĩa là cái vận may, thì cũng nghĩa là đây là một danh từ, cũng nghĩa là cái điều không may, cái điều bất hạnh, cái điều không tốt. Bây giờ có cái đề là anatha giác, là điều không tốt hay cái điều không may và điều bất hạnh. Câu thứ hai, nhất tăng palasacha và tí. Nhất tăng đây là căn nga, nó thuộc danh từ trung tính, nó đến cái hiểu biết, mà nó đến cái điều trí tuệ. Còn cái chữ ba lá là biết liền, mà ba lá xá là của kẻ ngu, chia theo sở thuộc cách, nó chia thế thôi. Cái danh từ ba lá là kẻ ngu. Cha giá tí, đây là một tha động từ, cái động từ mà từ cái căn chan có nghĩa là cái sự sanh ra, hay là đó là nếu động từ thì chính là cái sanh ra. Nếu một danh động từ cũng là sự sanh ra, còn đây là một danh từ không, cái tỉnh ở động từ thì nghĩa là làm, nó kể là cái sanh ra. Qua đến cái câu thứ hai, hành tí ba lá sát Sukkaman. Hành tí là từ hăng cộng tí. Đây động từ nó cũng thuộc về thá động từ, mà trong hiện tại phân từ. Tại vì anh tí, anh tá và mana, anh tá mana, nếu ai học Pali sẽ biết anh tá và mana đó là hiện tại phân từ. Thì có nghĩa là cái sự giết chết hay là cái sự tiêu diệt. Xúc căng săn, từ cái chữ xúc cá cộng với ăn sát, thì xúc căng sát nó cũng vậy.
Đây là một tỉnh từ, nói cái gì, cái chữ xúc cá này, tức là sáng sủa rõ ràng, hay là một cái vận, hay là chính là một cái vận may từ cái chữ xúc cá. Yeah. Còn ăn xá từ cái gốc hay là cái điểm đều dành từ nam tính, có nghĩa là cái điểm, cái điều mà không không may, hay cái điều không tốt đẹp, cái điều không sáng sủa. Tiếp tới chúng ta có một cái chữ gọi là hàng cuối cùng, tức là mút tháp mát sát, mút tháp mát sát, mút tháp mát sát, mút tháp mát sát. Đây một danh từ, từ cái chữ mút tháp, nó chỉ là danh từ nghĩa là cái đầu, tức là từ cái chữ mút thăng, nó chỉ chia từ đối cách thôi, chúng mới là gì hết. Mà chúng ta thấy mút tháp sát sát quý ba tỳ ăn, nó cộng thêm cái từ ác xá, tức là trong cái mà mút thác, nghĩa là cái đầu, trong cái đầu đó, đó trong trong cái đầu, cái chữ ác xá này nên nó như là một cái đại từ chỉ thị vậy đó. Ác thác tức là mà nó chỉ là một sở thù cách thôi, trong trong cái đầu của cái đầu đó, đó của cái đầu đó, đây chính là một một cái một cái đại. À, đây một cái đại danh từ, nó chỉ thị, đại danh từ chỉ thị của kẻ ngu đó, hay là trong cái đầu đó, ha, trong cái đầu đó, ha, nó hay vậy đó. Thì ở đây cái chữ có cái chữ quý ba tà văn, quý ba tà văn đây tức là từ cái cũng là một hiện tại phân từ, nó cộng với một cái căn ba căn bắp. Tức là trong khi trẻ, hay cái việc mà chúng nghiền nát, từ cái chữ quyết bắt cái tí có nghĩa là bữa bổ ra quyết ba tê tí, cái chữ quyết ba tê tí, quyết ba tê văn thì cũng vậy, rất là hay. Đây là, tức là nó cái gì, quyết ba tê tí, đây là một cái động từ quý cộng với căn bắt bát, nó kia là làm tan ra hay làm nát ra từng mảnh, mà nó cộng chữ quý nó khỏi, cộng chữ ba tê tí tức là nó rơi xuống hay là ngã xuống hay là đã giết chết. Cho nên chúng ta thấy một câu rất là hay, tức là cái sự hiểu biết hay là cái kiến thức của cái kẻ ngu á, dầu cho nó có kiến thức á, thì nó cũng là điều bất lợi. Mà trong cái đầu óc của người ngu nó có hai phần, một phần đó, tức là một phần thiện và một phần ác. Phần mà thường thì là cái đầu của cái ngu nó chỉ có phần ác chứ không có phần thiện. Rồi thì kính thưa quý vị, rồi bây giờ cho nên chúng ta thấy đó là cái câu nó như thế, và thế là hòa thượng dịch ra rằng, hòa thượng Châu dịch ra, từ nó chịu bất hạnh khi danh đến kẻ ngu, vận may bị tổn hại, đầu nó bị tan nát, bị nát tan. Đó là của Hòa Thượng Minh Châu đã dịch nghĩa, và phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức là: người ngu xa đỏ tâm hồn, trí thức hái lượm, cuối luồng công danh, đầu to bữa nát tan bành, hoa hương úa rã cây cành, thảm hương trong sự sụp đổ mình, hãy thâu kiến thức góp kinh nghiệm đời, người ngu đâu biết than ôi, chính chúng bữa nát bể hai cái đầu. Dạ, của Hòa Thượng Giới Đức. Ở đây xin xác định thế nào là một người ngu và thế nào là một người trí. Cái người ngu là cái người không có học hành gì trơn, có phải không? Cho nên không hiểu, không biết, coi như không có nhiều kiến thức, không có học vị, không có văn bằng, hay không có kiến thức, hay không có văn hóa, vân vân. Đó chúng ta gọi là cái người ngu. Yeah. Thì trước nhất là thích nghĩa, và chúng tôi bây giờ chúng tôi đi vào một cái câu chuyện cho quý vị nghe, để mới nói lên một cái hành động của những người ngu nó khủng khiếp như thế nào. Cái câu chuyện này có lẽ quý vị cũng đã nghe rồi, nói với người bún sạn đó.
nói với nhân cái một câu chuyện, tức là ở câu chuyện mà cái con ngạ quỷ. Thì cũng giống như cái chuyện trước khi nghe thấy về câu con ngạ quỷ, cái Đức Phật đã dạy cái câu chuyện này tại Trúc Lâm Tịnh Xá. Thì câu chuyện nó cũng là cái đoạn trước khi mà trưởng lão Một Kiền Liên ngự ở tại núi Linh Thú á, sau khi đến định lễ Thế Tôn á, ngồi xuống một bên, và có một trưởng lão cũng tên là Lạc Khánh Á, không biết tại sao mà mỉm cười. Thì bé mới nói cho ngài Một Kiền Liên biết á, này huynh, tôi thấy một con ngạ quỷ cao á, 3/4 dặm, có 60 cái búa tạ cháy đỏ, nó vút lên và từ trên nó giáng xuống liên tục trên cái đầu nó, chặt đầu này thì nó mọc cái đầu khác. Và tôi mỉm cười, tôi thấy chưa, từ xưa tới nay chưa có thấy ở trong cuộc đời này thế, có một chúng sinh nó như thế. Thì hai vị bàn chuyện với nhau như vậy, thì Đức Phật ngài mới bảo, này các tỳ kheo, ta thấy những chúng sinh đó, khi ta ngồi ở bên trên, khi ta ở dưới cội bồ đề, khi ngồi trên tòa chánh giác, nhưng vì lòng từ bi đối với chúng sinh, ta không nói ra, bởi vì nói ra như vậy họ không có tin, nó sẽ bất lợi. Và thế là Đức Phật này quể lại câu chuyện quá khứ, nói về cái người ném đá và cái người đệ tử. Nói về xưa có một người thành thạo, không có một người què mà nó thành thạo, sống có 3 la này. Thì ông ta đứng trước cửa thành, ở những cái gốc đa, ông ta ném những cái hạt sạn hay là cái lên những cái lá cây và tạo thành nhiều cái hình thù nó rất là đẹp. Thì trẻ con trong làng á, thích ông ta làm, cho chúng con voi con ngựa bù lại thì sẽ cho ông ta được thưởng, tức là những thức ăn hay là những cái đồng tiền. Thì một hôm đức vua đó mới đi ngự và mới đi coi như là thưởng ngoạn, đi vào cái thị dân, thì đi ngang qua cây đa, bọn trẻ nó biết nó chạy hết. Một mình cái người què này ngồi ở giữa cái đám chồi cây đó. Vua dừng lại một lúc thì mặt trời đứng bóng, và bước đi giữa đám cây, cái rễ cây ấy, vua thấy phủ đầy cái bóng râm, cái bóng râm, và có từng cái lằn sọc ngang ở trên cái lá. Vua ngạc nhiên nhìn lên đó, thì thấy cái lá cây đa nó bị cắt theo cái hình voi nữa, thì được biết đó đây là công trình của người thợ què này. Vua gọi đến và bảo, ta có một viên đệ tử rất là ba hoa, rất là nói nhiều, ta không có cách nào mà trị ông ta được hết trơn. Bây giờ ta biết ngươi là người bún sạn rất là dẫu, bây giờ ta đem ngươi về, ở khi nào mà cái ông tể tư đó, cái quan như là một cái quan cẩn thận, làm coi như là cái vị mà chúng ta gọi là trợ lý cho vua vậy đó, thì hãy mong ta hả miệng ra đó, anh ta vừa mở miệng anh ngươi bún sạn vô. Thì cái người què mới thưa, ta muốn như vậy ngươi có làm được không? Để bạch thưa bệ hạ, tôi có thể làm được. Vậy thì hãy cho cái, bắt đầu đức vua mới kêu lấy cái phân dê lại cho ông ta ở gần bên vua đó. Khi mà cái vua, cái quan tể tư này vào thì ông ta nói ra đó, thì ông ta đứng ở phía sau màn của cái đức vua ngự. Ở khi nào mà ông nói chuyện với vua, ông ta vừa mở miệng ra thì ngươi phóng cái hạt sạn, mà không hạt sạn thì đó chính là cái phân dê vào cái miệng của ông ta. Thì bắt đầu khi mà quan tế tư này đi vô thì mở miệng ra, tức là
cái người bún sạn này cứ bún nhiều nhiều cái phân dê vào cái miệng, thì vị này phải nuốt xuống như nuốt miếng vậy đó mới nói chuyện với vua. Ông ta không mở miệng ra được, cứ nói ra là coi như là ba cái phân dê nó cứ dướng vô miệng. Thì nhờ cái tài đó đó cho nên vua tán thưởng cho ông ta rất là nhiều. Và thế là có một vị quan đại thần á của vua cố vấn về triều chính, thì biết lên phải làm bài kệ khéo léo thì tiệc nhiều thật, nhưng hay là xấu hãy xem người người què mà nén. Được làng ở bốn bên, tức là được thưởng những cái làng xóm đất đai đó. Thì quan thật cẩn thận lúc đó chính là Đức Phật, trước là Đức Bồ Tát á, thấy cái người què này thành công và thịnh vượng như thế. Một hôm á, có một cái tên, con tên sinh vào học nghề, thì bắt đầu ông ta từ chối, nhưng cái người này quyết tâm đi theo đuổi, nên chịu khó coi như là hầu hạ và làm cho cái người què đó bắt đầu ông ta siêu lòng và ông ta chấp nhận, ta dạy xong cho hắn, hắn cho biết đó, hắn sẽ đánh được một con bò hay là một người nào đó rồi sẽ giết đi. Thì em què lưu ý cho hắn đó, cái tiền phạt hay cái tiền thưởng đối với ông ta thì 100 tiền á đối với một con bò, 1000 đối với một mạng người. Và ông khiến hắn nên tìm ai mà không có cha mẹ để khỏi bị nộp phạt, bởi ông ta phúng ra coi chừng bị cái người mà có người thân canh giữ thì sẽ bị phạt. Thì ông ta tìm hết người này đến người nọ, thấy cái con cái, biết là con bò cái có cái con bò đực nó giữ. Một người thì có người này có cha có mẹ rồi bỏ qua. Cuối cùng ta thấy một vị Phật độc giác tên là Sumetta đi vào lạc khất thực, và biết người này không cha không mẹ. Hắn thử muốn thử cái tài của mình mà thầy của mình dạy đó, thì ông ta bắt đầu bút vào cái vị Phật độc giác, đúng vào cái mặt của Phật độc giác, thì bằng tức là ông ta búng ở bên tai của ngài, thì cái hòn đá nó xuyên từ cái này bên cái tay trái này đưa qua cái qua bên kia, bắn vào tay của vị Phật độc giác. Ngài đau đớn vô cùng nhưng vẫn chịu cái cảm thọ khổ để đi khất thực xong về. Và sau đó ngài về cái liều cỏ của mình á, và sau đó ngài nhập niết bàn. Thì dân làng thấy ngài bị chết như vậy liền đến khóc than, như tại sao mà ngài bị ai mà hại một cách kỳ cục như vậy. Thì hắn ta tưởng đâu là hắn ta tức rất là ngon, hắn ta rất là hay, bởi vì hắn ta nghĩ rằng hắn một đầu kép thì đâu có người thân gì đâu, không có vợ con, không có người thân gì hết trơn, cho nên không ai làm được gì hết. Người ta mới tới, anh ta mới nói là chính anh ta làm đó, để mà khoe cái tài cán của mình nó vậy đó, có thể uống, có thể xuyên qua cái tay, làm cho người thì chết ngay tại chỗ. Thì thế là dân làng mới tập trung lại, thấy như vậy thế thì mới tức quá, mới bắt anh ta và đập anh ta chết, rồi sau đó anh ta sanh vào cái địa ngục A Tỳ, chịu cái đau khổ rất là lâu. Và sau đó ông ta tái sanh làm một con ngạ quỷ ở trên núi Linh Thú. Thì kính thưa quý vị, câu chuyện nó dài lắm nhưng chúng tôi chỉ tóm tắt, chúng tôi kể cho quý vị nghe như vậy đó. Rồi bắt đầu Thế Tôn mới nói cái câu chuyện đó xong, cái câu chuyện mà tôi thấy một cái con ngạ quỷ mà nó hàng ngàn cái búa tạ đập vô đầu nó đó, thì rồi ngài mới nói lên, ngài mới đọc lên cái câu phong cú này: này các tỳ kheo, đối với người ngu mà có tài, nếu có tài hay là quyền lực sẽ rất là tai hại, chính vì chính điều đó nó làm cho hắn phải đau khổ, tức là tự nó chịu bất hạnh khi danh đến kẻ ngu, vận may bị tổn hại, đồ nó bị nát tan. Dạ, đó chính là cái câu kệ. Thì kính thưa quý vị, xuyên qua câu kệ này dạy chúng ta rất là nhiều. Thứ nhất, xác định hồi nãy chúng tôi nói đó, thế nào là kẻ ngu, thế nào là người trí. Cái người ngu ở trong Phật giáo có phải đó là cái người thất học, cái người không có điều kiện, không có nghĩa,
hay là không có cái văn bằng cấp vị, đó là người ngu, không phải như vậy. Mà người ngu tức là người tam nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp ác, đó chính là ngu. Người trí cũng vậy, tức là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp lành. Chúng ta nhớ cái con người có cái tâm á, cái tâm tốt, cái thiện tâm thiện ý đó, thì làm những cái điều tốt. Quý vị nếu quý vị là có phim Hiệp Khách Thành của Kim Dung, có hai anh em, một người em á, thì rất là ác, đầu tiên thì tâm rất là ác, lanh lẹ, dỗi dang, hiểu biết, những điều mà lại có cái tâm hơi ác. Ngược lại người em không biết đọc chữ luôn, không biết đọc chữ, cái tên của mình cũng không biết cái tên của mình, mà bởi vì trong sự ân quán của cha mẹ đó, đặt cho người ta là cẩu tạp chủng, cái tên xấu như vậy anh ta cũng coi đó là cái tên của mình, bị người ta chửi, bị người ta cười, anh ta cũng không quan tâm. Nhưng điều mà ở đời thì có những người đó là những con người bị khổ đau, bất hạnh. Nhưng sự thật đứng trên cái nhìn của Phật pháp, anh ta đã có thèm quan tâm tới cái danh thánh của mình làm cái gì. Nhưng ta có cái thiện tâm rất là tốt, không có hại người, không có giết người. Và cuối cùng nhờ cái thiện tâm đó mà ông ta học được những cái võ công tốt đẹp. Thì ở đây kính thưa quý vị, không có nói chuyện mà học hành. Người mà biết nhiều, hiểu học nhiều, hiểu nhiều, đó gọi là cái người trí. Mà người trí đây tức là có cái tâm trong sáng, hành động việc làm nó trong sáng, đó là trí tuệ. Có cái thân lành, khẩu lành, ý lành, đây là một điều hết sức là đặc biệt. Cho nên khi tất cả chúng ta đó, chúng ta đừng có nghĩ rằng chúng ta bị sanh ra ở trong thời cổ, hay sanh ra ở trong cái hoàn cảnh, hay chúng ta nghèo khổ, hay chúng ta thiếu thốn gì. Sự thật ra cái điều đó đứng trên cái nhìn của Phật pháp, nó chưa phải là cái người nghèo. Cái người giàu á, nhiều tiền của bạc bạc danh vọng chưa chắc là họ giàu. Nhưng cái người mà hào tâm hào sản đang phải là cái sản vật, mà tức là nói lên cái gì, cái tấm lòng của người mình nó hào hiệp, thì đó chính là người tốt. Cái hành động việc làm lời nói của mình không có gây cái sự đau khổ cho người. Cái người trí ở trong Phật pháp luôn luôn sợ hãi đối với những cái việc ác. Còn người ngu á, thì họ lại thấy cái việc ác họ rất là thích. Dạ, cũng kính chào để Đức Minh Mẫn đã qua học luôn. Thì kính thưa quý vị, thì cái người ngu và cái người trí nó rất là dễ dàng nhận ra. Một số người đó đã khoái đi nhịn vào những cái chuyện mình là chức danh, chức vụ, hoặc là ngay cả bằng cấp học vị. Cũng may mình không có học lớn, nhưng cũng có học, mình có cái học hành gì trên mình nói để chửi mình, bởi vì mình không có ngộ, mình không có cái gì trên mình nói. Nhưng sự thật ra cái đó chưa chắc không phải là cái điều đó, nó là nguy hiểm nữa. Cũng như trong cuộc đời đó, người ta nói những con người mà ví dụ giờ người ta không có gia đình, không có vợ, không có chồng, thì nói với mấy cái người này là thiếu xấu số, hay hoặc là không có được cái điều tốt. Nhưng phải nói nhìn cái nhìn của Phật pháp, cái người mà không vợ không con á, không vợ không chồng, đó là cái điều tốt đấy quý vị, chứ không phải là cái điều xấu. Không có khổ đau, không có nợ tình ai. Trên những ai mà thí dụ như là mà chúng ta đã đi sang những chuyến đò, hay là không có gia đình, thì cái điều đó nó rất là tốt đẹp. Bởi vì sao? Nó điều rất là căn bản, tức là người đó không có bị trói buộc, người đó không bị chấp thủ. Cũng như chúng ta, chúng ta có địa vị nhiều thì chúng ta mới chấp danh, chấp cái địa vị của mình. Chúng ta có tiền của tài sản nhiều thì chúng ta chấp cái tiền của tài sản nhiều, để chúng ta
có một phần kiến thức nhiều, chúng ta lại tự chúng ta lại ngã mạng, chúng ta lại có nhiều cái sanh sự, sự sanh với chuyện của chúng ta. Nhưng rồi được cái gì? Được cái gì? Không được cái gì. Cũng như quý vị biết sự thật ra luôn á, không ai cả đời này không có được cái gì đâu. Có nhiều người ta hiểu mình á, ủa tại sao mà thí dụ như đó, kính thưa quý vị, cái việc trụ trì cũng là cái gì đó. Trụ trì đầu tiên á, ở tại chùa này, chính là sư trưởng giao chúng tôi ở Quảng Nghiêm nè, buộc chúng tôi phải nhận trụ trì. Mà tiếp tục nữa là cái chùa của Đức là bị chư tăng đề đạt, chúng tôi đã thỉnh tất cả chư tăng đến để yêu cầu chư tăng cho các vị đó trụ trì, nhưng cuối cùng chư tăng yêu cầu phải giữ. Bảo chủ tôi biết như vậy, chứ không phải là tôi làm trụ trì hai ba thứ hai ba nơi. À, nói rõ chủ vị nghe như vậy đó, không có trách nhiệm, có gì không e ho vậy đó. Nhưng điều làm chi nó mệt thêm chứ làm cái gì. Và một nó thí dụ bây giờ làm trụ trì thì cũng có cái phước, mà cũng có cái, cũng có một cái mệt mỏi lắm. Nếu như chúng ta sự thật ra mà nói luôn, cái này là tăng giao chúng tôi trụ trì đó, sư phụ nhân giới tứ tắc bạch tiên ngôn luôn, tôi nhìn nhị tắc bạch tiên ngôn ba lần luôn, chứ không phải chúng tôi tự động mà chúng tôi muốn đâu. Hôm nay nói cho vị nghe, đó là cái thâm sâu mà nhiều khi người ta nói tại sao muốn không có biệt, cái chuyện nó tăng giao cứ làm đi rồi sau khi đó mới tính sao. Sau này mới thỉnh Hòa Thượng Vũ Chánh vào để trách nhiệm cái việc trụ trì, để được Hòa Thượng xây dựng cho chúng tôi và phải chịu trách nhiệm đó. Chúng tôi muốn nói như vậy là cái gì? Bây giờ cái chuyện chắc hai ba chùa chắc là hay lắm mà, hay ho cái gì? Nếu như chúng ta làm tốt thì không nói, nếu chúng ta làm xấu chúng ta rất là mệt mỏi, chứ không phải là cái chuyện bình thường. Bởi vậy cho nên nếu chúng ta có cái tu á thì nó một cái chuyện khác, còn không tu thì chính cái đó nó là một cái sự nguy hiểm cho chính mình, chứ không phải là một điều tốt. Mà thường thường á, người ta cứ đeo mang được một chút xíu gì đó, người ta tưởng đâu là hay, coi chừng đó là một cái mặt trái của mình. Nó thật sự rất khổ đau vô cùng. Cũng vậy đó, cũng như là không biết được cái khả năng của mình, không biết khả năng của mình. Chào sư Phúc Toàn mới vào, hãy đứng Phúc Toàn. Thì kính thưa quý vị, nếu chúng ta không tự mình có đủ khả năng gánh vác đeo mang, nó rất thật mệt. Tức việc làm của chúng ta nó không phù hợp thì rất là khổ sở. Còn nếu nó theo tinh thần tu tập á, thì cái bị trụ trì là cái bị mắc nợ, chứ không phải là hay. Bởi cho nên nhiều khi mình kêu là tranh hay là giành, không có chuyện đó. Có chuyện tranh, không có chuyện giành chứ. Nếu như có đủ người, có đủ khả năng, người có đủ điều kiện thì sự thật giao trong một chốc lát. Bởi vì sao? Ở trong cuộc đời này sự thật là nó vô thường vô cùng, tích tắc nó bay mất hết trơn. Cũng như bây giờ quý vị sống ở trong từng cái thời gian quý vị hiểu đó, cái chuyện từ danh vọng tiền bạc sự nghiệp chút xíu là xong. Còn bây giờ chúng tôi có một số người Việt Nam giờ đang bị cái Covid nó nhiều nè. Quý vị biết thời nay chút xíu nghe được cái tin từ xưa ơi, cô con mẹ con mất rồi, bà con mất rồi, nghe tức tình nó như là một cái thoảng qua khó thấy chết. Xưa bây giờ đó, bởi nhiều khi mình thấy tức cười thì nó hùa. Chúng ta đừng có nghĩ yên ổn này chết, bệnh dịch Covid ở Việt Nam cũng biết chết xong nó rồi nó tự động nó đi theo mình, không muốn dính líu gì luôn. Đúng ra Achiran của Tayanka vô có thu huynh Atisi chứ to về tu huynh nhà đâu nữa, đang qua Kali Nga Răng. Thân này không có tồn tại, cái tâm thức nó lìa bỏ đó, thì nó nằm trên mặt đất á, như cái gì, như khúc gỗ vô dụng hay là như là cát bụi, không có cái gì. Khi mà chết rồi, bề đặt người thân, ly biệt người thân, khóc thương tiếc, bây giờ tại sao đành bỏ ra đi. Chứ bây giờ nằm đóng đó, khi mà tâm thức lìa bỏ như là tứ đại rồi, thì quý vị biết đâu có ai đưa vô lò rồi nó đưa thiêu, cũng may là đưa vô lò thiêu, nó thiêu rồi nó đưa về cái hũ đó,
còn không cũng kết thúc luôn. Chứ có cái gì tắt đi qua, mà ở đó chính là cái gì? Trong cái hành động sở tại của chúng ta, chúng ta tạo cái gì thì nó mang đi lại cái đó. Hành động ác nó sẽ được bị cái ác, hành động xấu nó bị cái xấu. Cho nên đó, khi mà nếu mà chúng ta hiểu biết, chúng ta biết trân quý, chúng ta biết được cái gì, mà chúng ta biết cái hoàn cảnh của mình đó. Sự thật ra rồi nó không có bao lâu đâu, nhanh lắm được cái gì. Cho nên vì vậy phải nói rằng là ở trong cuộc đời này, để chúng ta hiểu biết được đó, nên giảm bớt chừng nào nó tốt chừng đó. Còn nếu như chúng ta biết chúng ta có một điều kiện thuận thì chúng ta đừng bao giờ gây khó với người. Tại vì chúng ta gây khó nó không có được cái gì hết. Hay chúng ta ganh tị, hay chúng ta có cái sự bực bội, có cái sự khó chịu cũng chả ra được cái gì hết. Đi đường xa trong cuộc đời này, chúng ta không có đi, không có mang theo cái đồ đạc nhiều, đi đường xa mà chúng ta quải theo cái túi, mang theo cái vali gì đó nó nặng thì chúng ta khiêng nó nặng. Ở đó nói cái gì? Những cái buồn đau, những cái ác của chúng ta làm, những cái điều bất thiện của chúng ta làm thì chúng ta gánh lấy, chứ không ai gánh lấy cho mình, tự mình mang đó. Đi đường xa trong cuộc đời luân hồi, chúng ta không biết cái gì, không biết tạo cho mình một cái tư lương, tức là chúng ta không biết tạo cho mình một cái gọi là đồ búa đà băng á, một cái ngân hàng của Phật. Chúng ta không biết tạo cái tài khoản của Phật, chúng ta không biết tạo ngân hàng của Phật thì chúng ta rất là bất hạnh. Mà chúng ta lại đi cược đặt vào ở trong ngân hàng của cuộc đời để chúng ta phải mệt mỏi, để chúng ta phải chạy theo nó thì nó rất là nguy hiểm. Cho nên vì vậy ở trong cuộc đời này mình mở cái tâm, mở cái lòng, đừng có phải ganh tị, đừng có thể là ghét bỏ gì hay hoặc là giận hờn gì với nhau, không chả có được gì. Cái tâm, cái tánh xấu của con người đó là ganh tị và bỏng sẻ. Nếu chúng ta phàm phu, đừng có nhân cái danh phàm phu quá, biết là phàm phu nhưng chúng ta cũng biết tránh, biết né được chừng nào thì nó tốt được chừng đó. Chứ không phải vì cái đó mà chúng ta cứ nấp bóng. Chúng ta biết đơn giản đi. Mà cũng chính cái Đức Phật ngài xác định đó, cái hành động của cái người đệ tử, của cái người uống sạn này nè, cứ nghĩ rằng mình cũng làm được như thầy mình, cho nên mình hay à, mình ngon à, mới đến khoe cho người, mà chính người ta bị giữ, đó chính là dân chúng giết chết luôn. Và nhìn thấy đối với vị Phật độc giác, bởi vì đây một điều mà chúng ta đừng bao giờ khởi cái tâm ác lên đối với người. Khi chúng ta khởi cái tâm ác với cái người nào đó, mà người đó đó có cái đức độ tu hành, người đó là các bậc trưởng thượng, người đó là các bậc có giới, các bậc tu hành, các bậc có cái tuệ, có cái giới, có cái tuệ, hay có một hiểu biết về Phật pháp, thì kính thưa quý vị, nó rất là nguy hiểm cho chính chúng ta. Rồi do cái tâm cái tánh mà không có kiểm soát đó, cứ làm ẩu làm bậy làm tả đó, thì một mai chúng ta đụng đến các bậc trưởng thượng, đụng đến các bậc có giới hạnh, đụng đến các bậc thánh hiền, đụng đến các bậc chứng thiền hoặc chứng thánh, đụng đến các vị Phật thì đau khổ vô cùng, đau khổ vô cùng. Cũng vậy, hồi nãy chúng tôi nói cái trách nhiệm của một người là trụ trì, nó có phước mà nó cũng có cái nguy, cái tâm mình nó khởi lên cái nguy hiểm, cái tâm mình bỏ cái tâm gì, mình vì trụ trì không phải là cái quyền sanh sát cho hay là không cho, mà là đại diện cho tăng, đại diện cho tăng. Chúng ta nhớ là đại diện cho tăng để xử lý cái việc trong chùa, thay tăng, thay cho tăng chúng để lo cái việc đó, chứ không phải là một danh vụ, một chức vị. Bởi vì trong cái tinh thần của Phật đó, bởi vì ngày hôm nay đó, là người ta làm việc theo cái giấy tờ, tức là kêu là bổ nhiệm này nọ, chứ sự thật ra hồi thời xưa Phật đó, tức là được tăng bầu, được tăng đề cử lên như chúng tôi hồi nãy vừa nói, tức là đề đạt. Mà khi như thế đó, thì cái trách nhiệm đó nó rất là đơn giản.
Chứ còn ngày hôm nay có nhiều khi mình làm cái lễ của cái lễ bổ nhiệm trụ trì thì nó coi như là thôi thì cái sự theo đời thôi, chứ sự thật ra trên cái tinh thần của Phật chúng phải vậy. Dạ. Thì kính thưa quý vị, mình là nó hỏi tốt hay là xấu, nó vừa tốt hay vừa xấu. Ở trong cuộc đời cái điều gì khi mà cái danh cái lợi mà chúng ta được nó là cái điều tốt, nó cũng là cái điều xấu. Thì tâm tư của chúng ta xử lý cái cách đó như thế nào? Thì đây chính là một điều mà chúng ta là một người tu tập, chúng ta là một người hiểu biết, thì chúng ta có một cái sự suy xét cho chính mình. Đường kiếp luân hồi này nó dài, nó dài lắm. Chúng phải có một kiếp này và tranh thủ cho kiếp này. Sở hành chúng ta kiếp này như thế nào chúng ta mang theo như thế đó. Chúng tôi nghe như vậy, cái việc của chúng ta làm, cái việc chúng ta nói, cái việc chúng ta suy nghĩ mới tạo những cái thiện phước. Phải mở tâm lòng, đừng có bị câu thúc danh vọng địa vị nhiều quá, tự mình giết chết mình chứ không phải. Cũng như cái người đệ tử của cái người học trò của cái người bún sạn gì đó, thầy đã làm được, không ai hẹn ai mà được vua văn thưởng, nhưng đến khi học trò đó thì lại là đại hại. Dạ, thì kính thưa quý vị, nói đến người ngu thì là vô vàng cái điều đạo khổ. Xin nhắc lại, người ngu tức là người tam nghiệp ác, người trí tức là tam nghiệp lành. Và người ngu là người không có có cái gì, có cái tâm hổ thẹn ghê sợ cái tội lỗi. Và người ngu là cái người không có biết làm các việc lành, người trí biết lánh xa việc ác, thực hiện các việc lành, trong biết lo, biết trong đo chắc đếm cái việc lành, việc tốt của mình để được an lành, để được tốt đẹp ở hôm nay cũng như ở ngày sau. Tôi xin chấm dứt thời dẫn thức nơi đây. Trước khi dứt lời, xin nhân phần phúc lành được trở thành thích từ đại thiên vương, các vị chư thiện phụng trì chánh pháp, nếu là các vị chư thần chư thiên người tại chùa Vũ Đức, chùa Quảng Nghiêm, cứ quy định các vị chân linh nhất định khí linh thành ở đây, các vị chúng sinh được an lành, được tận hóa trong phật pháp, cũng mong cho tất cả đều được gặp nhiều cái an lành trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Tham Ma Ca, Nam mô Sanh Ca Ca. Sa thu lần thầy và thay mặt đại chúng trong room, con xin được thành kính tri ân trường tòa đại quyền nó từ bi hoan hỷ thuyết giảng từ vựng ý nghĩa và duyên sự bài kinh pháp cú 72 đến hàng Phật tử chúng con, hàng Phật tử chúng con học hiểu và hành theo cho được sự lợi ích và sự tiến hóa. Chúng con xin được thành kính tri ân trường tòa đại quyền và thay mặt đại chúng một lần nữa, con xin được thành kính cung thỉnh đại đức minh hạnh từ bi hoan hỷ thay mặt cho đại đức tăng chúc phúc cho rơm sau phần nghe pháp. Nam mô Phật Thầy Á, và con xin được thành kính cung thỉnh đại đức minh hạnh ạ. Không quan tu sắp bằng mangalang ra thanh tu sắp bề đề quan tu sắp bằng buddha nupa vena sada sở thị công văn tu đề ba quan tu sắp bằng mangalang ra thanh tu sắp bề đề quan tu sắp bằng hamma nupa vena sada sở thị công văn tu đề ba quan tu sắp bằng mangalang ra thanh tu sắp bề đề quan tu sắp bằng sang ha nupa vena sada sở thị công văn tu đề. Tất cả phương pháp con đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng các sự thanh lợi thịnh vượng đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.